Rồi xin thân ái mến chào cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước ạ. Và hôm nay thì dù chị Hà ha lên giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai ghép giống dẻo thơm ha, dẻo nhung. Cô chú anh chị mình mua về cho tết năm 2023 ha. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Và không làm mất thời gian nữa, bây giờ gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu về luôn nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi xin kính chào quý chú bác anh chị em mình gần xa ha. Thì hôm nay cũng trở lại kinh mai vàng thì em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình chi tết 2023 ha. Rồi. Hôm nay em lên hai giống là dẻo nhung với lại dẻo thơm ha. Rồi. Rồi cái này mã đầu tiên là mã 9H nha. Rồi 9H nói tiếp mã trước ha. Rồi nói tiếp mã trước luôn. Rồi nguyên cũ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi, đâu không sới nha bà chủ. Cái này hoành của nó được 6 rưỡi. Rồi, hoành 6 rưỡi. Rồi, chiều cao của cây là được 49. Dạ. Rồi, tán ngang của cây là được 45. Rồi. Rồi, mã 9H này là em giao lưu là 100. Rồi, mã này em giao lưu 350 ha. Rồi, 350. Rồi, 350 bên em bao phí nha. Rồi, mình đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp rồi, theo, tiếp theo mã là mã 10H ha, là một cây dẻo nhung luôn nha. Là tàn khá luôn cô chú anh chị mình ha. Con nguyễn cũ đá đó cô chú anh chị mình dòm ha. Con nguyễn cũ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ rồi, chứ không xấu hết bà chủ. Rồi. Cái này hoành được 7 rưỡi. Rồi. Rồi chiều cao này của cây là 56. Rồi tán ngang của cây này được 51. Rồi cái này em cũng giao lưu là 350 luôn ha. Rồi, mình đổi là mã 10H nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo mã rồi, 6. Rồi, tiếp theo là mã 11H hay là một cây dẻo thơm nha. Rồi. Đó, nguyên cái cụ đế cái đít này nó đưa ra hai chân luôn cô chú anh chị ha, nhìn dễ thương ha. Đó. Rồi. Đã không số luôn hay bà chủ. Phật. Rồi cây này hoành được 7. Rồi. Nút nụ là cô chú anh chị mình dòm ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 45. Rồi. Tán ngang của cây là được 53. Rồi. Rồi cây này em giao lưu là 400 ha. Rồi 400 ngàn. Rồi ha. 400 anh em bao phí nha. Rồi mình đổi cây. Rồi nha. Mã 11H. Rồi tiếp theo mã rồi, 6. Rồi tiếp theo là 12H ha. Rồi. Là một cây dẻo thơm luôn nha. Tàn cũng khá cô chú anh chị ha. Nó cũ đá nó cô chú anh chị mình dòm ha. Ồ nguyên cái cũ quá trời cái cũ luôn. Nguyên một bệ luôn. Nó nút nụ nè. Đó. Ngon lành. Lên nụ kim hết toàn bộ này ha. Rồi. Rồi cây này hoành được 7 rưỡi ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 56. Rồi tán ngang là 55. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 350 nha. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo mã rồi, 6. Rồi tiếp theo là mã số 12H ha. Rồi. Ủa phải không? Rồi mã số 13H. 13H. Dạ 13H chứ không phải 12 nha. Trời ơi nguyên cũ. Rồi 13H là một cây dẻo nhung ha. Trời ơi quá đẹp luôn. Nguyên cũ, đá cũ luôn nha bà chủ, đá cũ này giùm nha. Rồi. Rồi cây này hoành được 8. Rồi. Rồi cũ được 17. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 49. Tán ngang của cây là được 62. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 400 ha. Rồi 400 ngàn. Rồi 400 anh em bao phí nha. Rồi đổi cây rồi, nha. Rồi mã 13H. Rồi tiếp theo mã số 14H ha. 14H cũng là một cây dẻo nhung luôn ha. Rồi. Nguyên cái cũ nè cô chú anh chị mình ha. Đó. Ồ quá trời cái cũ. Rất là đẹp ha. Nút nụ lên nè cô chú anh chị ha. Mình dòm ha. Dẻo nhung là nụ sớm hơn là dẻo thơm ha. Dẻo thơm thì nút nụ nó nhỏ hơn ha. Rồi, đã không xấu nha bà chủ. Rồi, cây này hoành được 8 nha. Rồi. Rồi, cũ được 16. Rồi. Rồi, chiều cao của cây được 49. Tán ngang của cây cũng 49 luôn. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu 350 luôn ha. Được rồi, vừa đổi cây luôn ha. Rồi, 350 mã 14H nha. Mã 15H ha. 14, 14. 14H. Mã 14H. Rồi. Tiếp theo là mã số 15. Rồi tiếp theo là mã số 15H ha. Rồi. Là một cây dẻo thơm nha. Ồ, nguyên cái củ, nguyên cái bệ quá trời đẹp luôn cô chú anh chị mình.
Nguyên cái bệ nè, hồi đo cũ này giùm luôn nha bà chủ. Quá trời cái cũ. Rồi cây này hoành được 8. Rồi. Rồi cũ của cây được 21. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 46. Tán ngang của cây là được 69. Rồi. Rồi cái này em giao lưu là 450 nha. Rồi 450. Rồi 450 là mã 15H nha. Đổi cây. Tiếp theo là mã 16H là một cây dảo nhung. Rồi. Ôi cái cũ quá trời luôn nè. Quá trời cái cũ luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lô này cũ nào cũng rất là đẹp nha. Rồi. Thông số đó ha bà chủ. Dạ. Rồi cây này hoành được cũ được á, hoành được 8. Rồi. Rồi cũ thì được 20. Rồi, cũ 20. Rồi chiều cao của cây là 61. Tán ngang của cây thì được 55. Rồi. Rồi cái này em giao lưu là 400 ha. Rồi 400 ngàn. Rồi 400 là mã 16H nha. Rồi mình đổi cây. Rồi tiếp theo mã số. Rồi tiếp theo là 17H ha, là một cây dảo nhung nha. Rồi một cây dảo nhung. Ồ ồ cái cũ nè cô chú anh chị, như con thú đang nằm luôn ha. Đó. Rồi cho thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi cây này hoành được 9. Rồi. Vỏ đó cũ vậy ha. Dạ. Nốt nụ nè cô chú anh chị mình dần ha. Mê luôn. Rồi chiều cao của cây là 44. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 60. Rồi. Rồi cây này em cũng giao lưu là 400 luôn ha. Rồi 400 ngàn ha. Rồi. Đổi cây. Nha. Rồi tiếp theo mã 18H. 18H là một cây dảo nhung. Rồi nguyên cái cũ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Cái cũ con rồng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hai lượn nè, nó ú nó u là nè, rất là đẹp nha. Rồi đo cũ luôn nha bà chủ. Rồi cây này hoành được 8. Rồi cũ thì được 18. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 57. Rồi tán ngang của cây là 52. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 350 luôn ha. Rồi 350 ha. Dạ rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo rồi, mã tiếp số. Theo là mã 19H ha. Rồi. 19H là một cây dảo thơm nha. Rồi cái này tàn khá đều đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nguyên cái cũ nè, thợ như con thú. Rồi đo thông số, đo cũ luôn cây này giùm nha bà chủ. Rồi cây này là hoành được 10,5 ha. Rồi. Rồi cái cũ là được 22. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 40. Dạ. Tán ngang của cây là được 56. Rồi. Rồi cây này em giao lưu là 450 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi 450 là mã 19H nha. 20H cũng là mã cuối clip luôn nha. Rồi 20H ha. Rồi cây này là cây dảo nhung ha. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị mình ha. Nốt nụ nè. Rồi. Rồi cây này là hoành được 8,5. Rồi. Rồi cái cũ là được 17. Rồi. Chiều cao của cây là được 59. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 47. Dạ rồi. Rồi cây này em xin giao lưu là 400 nha. Rồi 400. Rồi 400 cũng là cây cuối clip luôn ha. Rồi. Thì cuối clip em cũng xin cho số điện thoại của em là 0398932309, nó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi. Rồi thì cuối clip em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Dạ. Rồi xem cuối clip ủng hộ kênh nhiều nhiều giùm em nha. Rồi thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.